Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." The Asia Group, sự hợp tác giữa Vingroup và Arcturus sẽ thúc đẩy ngành công nghệ sinh học Việt Nam. Việc hoàn tất thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa công ty con Vinbelcare của Vingroup và Arcturus Therapeutics sẽ không chỉ tạo ra hàng triệu liều vaccine cứu người mà nó còn thúc đẩy ngành công nghệ sinh học của Việt Nam trong tương lai, lãnh đạo The Asia Group cho biết. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ bằng cách tặng nhiều lô hàng thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở và các vật tư y tế khác nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn virus lây lan. Những khoản quyên góp này đã thể hiện tấm lòng hảo tâm sâu sắc của nhân dân Việt Nam và thể hiện mối quan hệ nồng ấm giữa Việt Nam và Mỹ. Giờ đây, khi Việt Nam đang phải đối mặt với giai đoạn bùng phát dịch bệnh khó khăn nhất từ trước đến nay, Mỹ đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ để đáp lại sự ưu ái với việc chính quyền Tổng thống Joe Biden tài trợ hàng triệu liều vaccine cũng như hỗ trợ tài chính cho Việt Nam khi cần thiết. Đây chính là sự hợp tác toàn cầu cần thiết để vượt qua đại dịch và thời kỳ khủng hoảng này. Trên tinh thần của những nỗ lực hợp tác trên, trong tuần này, một cột mốc mới đã đạt được với việc hoàn tất thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa công ty con Vinbiocare của Vingroup và công ty Arcturus Therapeutics có trụ sở tại Mỹ. Sự hợp tác này sẽ không chỉ tạo ra hàng triệu liều vaccine mà nó còn thúc đẩy ngành công nghệ sinh học của Việt Nam trong tương lai. Theo thỏa thuận mà Asia Group làm cố vấn chính, Arcturus sẽ cung cấp cho Vinbiocare công nghệ đột phá để sản xuất vaccine mRNA COVID-19 từ khuất đài tiên tiến để sử dụng tại Việt Nam và khắp Đông Nam Á. Nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy, vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ với các biến thể COVID-19 đáng lo ngại, bao gồm cả Delta, cho thấy nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam ngăn chặn làn sóng thứ tư và đưa nền kinh tế trở lại bình thường. Theo đó, Vinbiocare sẽ xây dựng cơ sở sản xuất và phối hợp với Bộ Y tế thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine này để xin phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 năm nay, dự kiến bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2022. Tất nhiên, đây không chỉ là quản lý thách thức ngắn hạn của COVID-19, chuyển giao công nghệ mRNA tiên tiến sẽ nâng cao đáng kể năng lực công nghệ sinh học của Việt Nam và đóng góp nhiều thành tựu mới cho ngành y tế đang phát triển. Nó thể hiện một bước tiến dài trong hành trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trở thành nhà lãnh đạo khu vực, toàn cầu trong lĩnh vực này của Việt Nam. Thỏa thuận cũng là một bước tiến quan trọng cho hợp tác thương mại Việt-Mỹ, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng khi khu vực tư nhân hợp tác để tìm ra các giải pháp cùng có lợi trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Không chỉ vậy, thỏa thuận còn thể hiện sự tận tâm và thiện chí to lớn của cả hai bên trong việc thực hiện một quan hệ đối tác bền vững nhằm giải quyết những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng một cách kịp thời và hiệu quả. The Asia Group rất vui mừng vì đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa này, vừa giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết về sức khỏe cộng đồng của Việt Nam, vừa tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Chúng tôi vẫn cam kết sâu sắc trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời tận dụng khả năng đa dạng của tập đoàn để hỗ trợ tăng trưởng thương mại không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. The Asia Group là công ty tư vấn chiến lược hàng đầu cho các công ty hàng đầu thế giới đang tìm cách mở rộng quan hệ hợp tác trên khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Với đội ngũ chuyên gia năng động và giàu kinh nghiệm, từ các chuyên gia tư vấn và cựu quan chức chính phủ cấp cao đến luật sư và chủ ngân hàng đầu tư, The Asia Group sẽ hỗ trợ các công ty với các chiến lược tích hợp để thâm nhập và mở rộng thị trường, xác định đối tác chiến lược và M&A, đáp ứng nhu cầu tài chính và liên doanh. Theo Shoha.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.